A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tại nghe về danh Cô xin chào tất cả các em học sinh Với bài số 9 Nghị luận văn học Buổi học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đi soạn văn bản về đẹp của bài thơ Cảnh Khuya Không để các em phải chờ lâu chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung đầu tiên đó chính là phần chuẩn bị Các em hãy nhìn vào những yêu cầu trong sách giáo khoa trang số 32 chúng ta sẽ quan sát các câu hỏi và sau đây cô sẽ hướng dẫn các em đi tóm tắt và trả lời các câu hỏi này như sau thứ nhất là vấn đề chính đặt ra trong văn bản đó chính là những bàn luận về vẻ đẹp của bài thơ cảnh khuya các luận điểm được sử dụng trong văn bản thứ nhất là yếu tố nghệ thuật trong câu thơ đầu tiên thứ hai là vẻ đẹp của thiên nhiên trong câu thơ thứ hai thứ ba đó là mối quan hệ giữa người và cảnh trong văn bản Đồng thời thì các luận điểm lý lẽ và bằng chứng, tức là những đặc sắc nghệ thuật về đẹp thiên nhiên, tâm hồn của tác giả được đưa ra để làm sáng tỏ cho vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya. Một nội dung tiếp theo đó là tác giả đã thể hiện quan điểm, thái độ trân trọng, yêu quý đối với những vần thơ hay của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tiếp theo là một số các thông tin về tác giả Lê Chí Viễn. Ông sinh ngày 10 tháng 3 năm 1919 và mất vào ngày 3 tháng 2 năm 2012. Ông là một giáo sư, nhà giáo nhân dân, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu đi tiên phong trong việc vận dụng quan điểm Marxist trong nghiên cứu và đã có những đóng góp cho lĩnh vực văn học Việt Nam hơn 40 công trình khoa học giá trị. Đồng thời thì ông cũng là hiệu trưởng sáng lập trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, một ngôi trường nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ đậu đại học cao và lượng thủ khoa á khoa của các trường đại học nhiều nhất nước. Ông đã được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2012. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần số 2 đó chính là phần đọc hiểu. Ở phần này cô sẽ hướng dẫn các em đi trả lời các câu hỏi giữa bài và các câu hỏi cuối bài. Trước tiên là các câu hỏi giữa bài. Câu hỏi số 1. Tác giả đã giới thiệu bài thơ bằng cách nào? Các em nhìn vào phần đầu văn bản, chúng ta thấy rằng tác giả Lê Chí Viễn đã giới thiệu bài thơ bằng cách đó là giới thiệu nói về cái nguồn gốc xuất xứ của bài thơ Cảnh Khuya. Câu số 2, yếu tố nghệ thuật nào trong câu thơ đầu được tác giả đặc biệt quan tâm khi phân tích? Có thể quan sát trong câu thơ đầu khi mà phân tích bình luận về câu thơ này thì tác giả đã chú ý đến yếu tố nghệ thuật so sánh tiếng suối với tiếng hát. Câu số 3, tác giả cảm nhận vẻ đẹp của câu thơ chủ yếu bằng cách nào? Với câu hỏi số 3, các em có thể trả lời như sau. Tác giả đã cảm nhận vẻ đẹp của câu thơ chủ yếu bằng cách đó là tưởng tượng ra khung cảnh thiên nhiên có ánh trăng và cổ thụ khóm hoa, từ đó những cái cảm nhận về vẻ đẹp khung cảnh thiên nhiên đẹp như một bức tranh thủy mặc đã được thể hiện. Câu hỏi số 4, tác giả đã nhấn mạnh điều gì ở phần số 5? Các em quan sát vào phần số 5 ở trong văn bản, chúng ta có thể thấy rằng tác giả đã nhấn mạnh sự nhịp nhàng, hài hòa, một thế cân bằng tuyệt đỉnh trong bài thơ cảnh khuya của bác. Tiếp theo chúng ta đi trả lời các câu hỏi cuối bài. Câu hỏi số 1. Văn bản vẻ đẹp của bài thơ Cảnh Khuya bàn về vấn đề gì, dựa vào đâu để em có thể nhận ra nhanh nhất điều này? Với câu hỏi số 1, em có thể tham khảo câu trả lời như sau. Văn bản vẻ đẹp của bài thơ Cảnh Khuya bàn về vẻ đẹp nghệ thuật tà cảnh trong bài thơ Cảnh Khuya và chúng ta có thể phát hiện ra được cái điều này dựa vào nhan đề và phần 1 của văn bản để nhận ra nhanh nhất. Câu hỏi số 2. Bài thơ Cảnh Khuya được tác giả Lê Trí Viễn phân tích theo trình tự nào nếu tác dụng của việc phân tích theo trình tự đó? Quan sát nội dung của văn bản chúng ta có thể thấy tác giả đã phân tích bài thơ cảnh khuya của Hồ Chí Minh theo trình tự các câu thơ từ câu đầu đến câu thơ thứ hai và hai câu cuối và cái cách phân chia và phân tích theo cái trình tự như vậy sẽ giúp bài có cái chiều sâu và phân tích được mạch cảm xúc xuyên suốt của bài thơ mà tác giả đang muốn bày tỏ câu số 3 đọc kỹ các phần của văn bản và thực hiện những yêu cầu sau a xác định nội dung chính của mỗi phần tính logic giữa các phần được thể hiện như thế nào b chỉ ra một ví dụ thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa nội dung chính của một phần với lý lẽ bằng chứng được sử dụng trong đó. C. Nêu một điểm chung về thái độ quan điểm của tác giả thể hiện ở phần trong văn bản. Với câu hỏi số 3 thì chúng ta có 3 yêu cầu cụ thể. Cô sẽ lần lượt hướng dẫn các em đi trả lời từng câu như sau. Với ý A thì câu hỏi ở phần này tức là chúng ta hiểu là yêu cầu của cái câu hỏi này chúng ta sẽ cần phải đi phân chia bố cục và chỉ ra nội dung của từng phần. Và với ý các em tham khảo cách phân chia như sau. Thứ nhất, phần số 1 là những giới thiệu về bài thơ Cảnh khuya, phần số 2 là phân tích câu thơ thứ nhất trong bài thơ Cảnh khuya, phần số 3 là phân tích câu thơ thứ hai trong bài thơ Cảnh khuya, phần số 4 là phân tích hai câu thơ cuối trong bài thơ Cảnh khuya và phần số 5 đó là sự cân bằng trong bài thơ Cảnh khuya. Tiếp theo là ý B. Thì ở ý B này nó hỏi về cái tính logic giữa các phần mà chúng ta đã ghi ở ý A Thì chúng ta thấy rằng cái tính logic nó được thể hiện ở một số điểm như sau Thứ nhất là các cái luận điểm có sự gắn bó mật thiết với luận đề Và được sắp xếp theo hệ thống hợp lý Chúng ta phân tích bài thơ theo trình tự các câu thơ Và giúp cho người đọc dễ có thể quan sát, cảm nhận Và những cái luận đề của văn bản thì được làm sáng tỏ và thuyết phục Đồng thời thì các lý lẽ đã giải thích làm rõ được luận điểm và tăng sức thuyết phục cho bài viết Cô nói ví dụ như là ở phần số 2 trong văn bản thì nội dung chính là phân tích câu thơ thứ nhất trong bài thơ cảnh khuya. Trong phần này thì tác giả đã tập trung phân tích vẻ đẹp của cảnh vật, thiên nhiên trong câu thơ thứ nhất của bài thơ cảnh khuya. Về lý lẽ thì em có thể tập trung rằng tác giả đã đưa ra một vài lý lẽ như sau. Thứ nhất là câu thơ vang lên hai thứ tiếng, tiếng suối và tiếng hát. Lý lẽ thứ hai, tiếng suối rất trong ấy, văng vẳng mơ hồ như một tiếng hát từ xa vọng lại. Lý lẽ thứ ba, dù sao đó vẫn là một hồi âm, một tưởng tượng mỹ lệ xứng đáng với một tâm hồn đẹp và một cảnh khuya tao nhã. Và dẫn chứng mà tác giả đưa ra đó là tác giả so sánh tiếng suối trong bài thơ Cảnh khuya với tiếng suối trong các bài thơ khác như tiếng suối trong bài Côn Sơn của Nguyễn Trãi hay tiếng suối trong bài thơ của Bạch Cư Dị. Cuối cùng là ý C, điểm chung về thái độ quan điểm của tác giả được thể hiện trong các phần của văn bản đó là tác giả có sự trân trọng, khâm phục trước nghệ thuật tả cảnh trong bài thơ Cảnh khuya của bác. Câu số 4 hãy dẫn ra một đoạn văn cho thấy tác giả đã phân tích các yếu tố nghệ thuật để làm nổi bật nội dung của bài thơ câu hỏi số 4 yêu cầu chúng ta đi chứng minh cho một luận điểm mà tác giả đã đưa ra và với câu hỏi số 4, kem có thể trả lời như sau kem quan sát vào trong văn bản và chỉ ra rằng đoạn văn từ chỗ câu thơ vang lên những hai thứ tiếng tiếng suối và tiếng hát cho tới tĩnh mịch sâu lắng của cảnh khuya trong đoạn này thì tác giả đã phân tích cách so sánh tiếng suối và tiếng hát để làm nổi bật không gian của văn bản Chúng ta đến với câu hỏi số 5. Một trong những cách bình luận thơ là so sánh thể hiện của tác giả này với tác giả khác về cùng một vấn đề. Em hãy nêu nhận xét về tác dụng của cách bình luận đó trong phần 2 của văn bản vẻ đẹp của bài thơ Cảnh Khuya. Với câu hỏi số 5, Kem có thể tham khảo câu trả lời như sau. Cách bình luận đó giúp tác giả đã làm nổi bật lên cái hay, cái đẹp của tiếng suối trong bài thơ của bác, khiến cho độc giả cảm nhận rõ hơn về tiếng suối trong thơ bác là một tiếng suối trong trẻo, một tiếng hát như một hồi âm vọng về gợi lại từ ký ức và qua đó chúng ta cũng thấy được rõ được cái tâm hồn yêu thiên nhiên và lo lắng cho đất nước của bác. Và câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 6. Trước và sau khi học văn bản nghị luận này, cảm nhận của em về bài thơ Cảnh khuya có gì khác nhau? Chỉ ra nguyên nhân tạo nên sự khác biệt ấy. Với câu hỏi số 6, đây là một câu hỏi so sánh về cách nhìn nhận, đánh giá về bài thơ Cảnh khuya của các em trước và sau khi học văn bản nghị luận này. Và với câu hỏi này, cô sẽ đưa ra cho các em một cách trả lời để các em tham khảo như sau. Trước khi đọc văn bản, em chưa có cảm nhận về cái hồn của bài thơ, không thấm nhuần được những tư tưởng mà bác gửi gắm trong từng câu thơ của mình. Và sau khi học văn bản này, em thấy được mình hiểu sâu sắc hơn về tác phẩm, em biết được đặc sắc trong nghệ thuật của bài thơ, hiểu sâu hơn về nội dung tác phẩm, đồng thời cũng cảm nhận được rõ nét tâm hồn và tâm trạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ. Như vậy thì cô đã hướng dẫn xong các em cách trả lời các câu hỏi có liên quan đến nội dung đọc hiểu văn bản, vẻ đẹp của bài thơ Cảnh Khuya của tác giả Lê Trí Viễn. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Khóa học về giách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách